Thành Lĩnh, Nguyên Bắc, chuyện tình LGBT ngang trái, chấp nhận nuôi con của chồng với bạn học cũ. Phan Thành Lĩnh, Nguyên Bắc là cặp đôi đồng giới nổi tiếng của chương trình Người Ấy Là Ai. Cả hai nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả bởi câu chuyện tình yêu nhiều trắc trở, nhưng kết thúc viên mãn. Cuộc gặp gỡ bất ngờ. Thành Lĩnh sinh năm 1990, đang làm trưởng phòng kinh doanh ở một công ty. Nguyên Bắc sinh năm 1987 là chuyên viên văn phòng và tư vấn chứng khoán. Cả hai đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Họ cũng chính là cặp đôi đặc biệt trong cộng đồng LGBT Việt Nam bởi câu chuyện tình trái ngang. 6 giờ sáng một ngày cuối năm, Lĩnh dậy sớm như thường lệ. Anh muốn giúp Bắc một số việc nhà trước khi tới công ty. Từ một chàng trai nam tính bụi bặm, đam mê mô tô phân khối lớn, giờ đây khi đã có con, bé cọp, Lĩnh chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều. Cuối tháng 7 năm 2013, khi ấy Bắc làm nhân sự phỏng vấn tuyển dụng, còn Lĩnh là nhân viên mới vào công ty, cả hai chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp. Năm 2015, người yêu Lĩnh không may qua đời sau vụ tai nạn giao thông. Để vơi đi những mất mát chẳng thể đong đếm, anh quyết định rời thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt sinh sống. Sau gần một năm sống ở miền đất mới, Lĩnh vô tình gặp lại Bắc ở Hồ Xuân Hương khi anh đang đi du lịch một mình. Gặp lại bạn cũ, cả hai trò chuyện rôm rã, cùng ôn lại bao kỷ niệm tại công ty ngày trước. Những ngày ở Đà Lạt, Bắc được Lĩnh dẫn đi chơi nhiều nơi, ăn nhiều món ngon và cùng chia sẻ với nhau nhiều chuyện buồn vui. Nhắc lại kỷ niệm, Lĩnh kể, chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng 3 lần mình đón đi chơi, lần nào Bắc cũng quên mang áo khoác. Thời tiết trên đó khá lạnh, không thể nhìn bạn ấy lạnh, lần nào mình cũng chủ động cởi áo khoác lên vai Bắc. Đêm cuối cùng bạn ở Đà Lạt, chúng mình đi dạo ở chợ, mình đi mua máy xi nướng còn Bắc thì vào trong dạo. Một lúc sau Bắc đi ra với một cái áo khoác mới và nói rằng, 3 cái áo cũ đổi lấy một áo mới chơi không? Mình bất ngờ và nhận ra Bắc là một con người rất tinh tế. Kết thúc chuyến du lịch, Bắc trở lại thành phố Hồ Chí Minh, đem theo cả nỗi vấn vương và nhớ nhung về người đồng nghiệp cũ. Trong thời gian này, cả hai nhắn tin nhiều hơn, chia sẻ về cuộc sống hàng ngày ở hai nơi. Những câu chuyện không đầu không cuối đã khiến cả hai xích lại gần nhau và chẳng ai muốn rời xa ai. Đến ngày 24 tháng 10 năm 2016, đúng ngày sinh nhật Lĩnh, Bắc đã bí mật chuẩn bị quà, đi xe 9 tiếng đồng hồ từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt để tạo bất ngờ. Khoảnh khắc ấy khiến Lĩnh vô cùng cảm động và cả hai chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Để được gần nhau, Lĩnh tạm biệt Đà Lạt và trở lại thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Hai người đàn ông vừa làm cha vừa làm mẹ đứa trẻ. Tình yêu ngọt ngào của cặp đôi nhận tưởng sẽ chẳng bao giờ có sóng gió bởi đều được gia đình hai bên ủng hộ. Cho đến khi trong thời gian yêu và sống cạnh Bắc, Lĩnh đã phạm phải một lỗi sai mà đến giờ nghĩ lại cậu vẫn hổ thẹn. Đó là một đêm say, khi gặp lại người bạn gái thời đại học, anh đã đi quá giới hạn. Khi Lĩnh thú tội với Bắc cũng là lúc cả hai biết tin cô gái kia đã có thai. Lĩnh kể, khi biết cô ấy có bầu, mình rất sợ vì đã làm điều có lỗi sau lưng Bắc. Suốt những ngày sau đó, mình luôn sống trong tâm trí dằn vặt, hối hận và chẳng biết phải mở lời thú tội như thế nào. Do vậy, thay vì chọn cách im lặng, mình quay về quỳ dưới chân Bắc để nói hết mọi chuyện. Biết chuyện, mới đầu Bắc có chút hụt hẫng, song anh không trách móc bạn trai. Thậm chí Bắc còn khuyên Lĩnh nên kết hôn với mẹ em bé để con chào đời, sẽ có một gia đình vẹn tròn. Mình đã khuyên anh rất nhiều, tuy nhiên cả anh và cô ấy đều không muốn cùng nhau đi tiếp. Khi em bé được sinh ra, mình vẫn tiếp tục nói anh định suy nghĩ lại và cho bé một gia đình đủ cha đủ mẹ, nhưng cả hai vẫn không thay đổi quyết định. Nguyên Bắc trải lòng. Sau cùng tất cả đi đến thống nhất, khi em bé chào đời, Lĩnh sẽ nuôi và mẹ bé sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Tuy vậy, sự việc không may xảy ra. Khi vừa ở bên con trai được 2 tuần, mẹ bé mắc Covid-19 và không qua khỏi. Bé cọp giờ đây được Bắc và Lĩnh nuôi dưỡng, bù đắp tình cảm. Lĩnh chia sẻ, bé cọp chính là tài sản quý giá nhất mà mẹ bé để lại cho mình trước khi về thiên đường. Trong bức thư tay để lại, ngoài những nội dung gửi cho bé sau này, cô ấy rất tin tưởng Nguyên Bắc sẽ thay thế vị trí người mẹ để cùng mình giáo dục bé cọp nên người. Mình tin rằng ở một nơi nào đó cô ấy vẫn dõi theo mỉm cười phù hộ cho ba bố con. Lĩnh nói rằng nếu Nguyên Bắc được ví như đóa hoa thạch thảo mong manh của Đà Lạt thì mẹ bé là thiên thần đã hoàn thành sứ mệnh và về lại thiên đường. Bé cọp chính là trái tim gắn kết tất cả lại. Lĩnh cũng thú nhận cuộc đời của mình là những chuỗi ngày sai lầm nối tiếp. Chỉ có 2 điều anh làm đúng là có được bé cọp và giữ được Nguyên Bắc. Giờ đây mỗi khi có thời gian rảnh thay vì đi chơi, cả hai cùng nhau chơi với con. Hết giờ làm, Lĩnh mong được chạy về nhà ngay với Bắc và bé cọp. Anh cũng bỏ thói quen hút thuốc lá vì sợ ảnh hưởng tới em bé. Từ ngày có gia đình nhỏ, anh cũng nghiệm ra nhiều giá trị ý nghĩa rằng dù ngoài kia có giông bão như thế nào thì khi về nhà chỉ có bình yên. Mới đây, cặp đôi lại khiến khán giả chú ý khi khoe trọn bộ thiệp cưới ấn tượng độc đáo. Theo đó, trên trang cá nhân, Phan Thành Lĩnh đăng tải hình ảnh chi tiết về tấm thiệp cưới đặc biệt. Anh đính kèm dòng trạng thái xúc động, đánh dấu kỷ niệm cùng người yêu. 22 tháng 10 năm 2022, bạn đã sẵn sàng cho chuyến đi của Thanh Xuân, sống lại với toàn bộ hành trình 6 năm qua của Thành Lĩnh và Nguyên Bắc. Chiếc vé lên tàu cùng gia đình nhà cọp đến thánh địa cuối cùng tại Đà Lạt. Sau tất cả, chuyện tình của Phan Thành Lĩnh Nguyên Bắc có một cái kết viên mãn. Cả hai đang cùng nhau chuẩn bị cho đám cưới trọng đại trong sự chúc phúc của mọi người.